chuyện tình của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Kim Vang. Quý vị thân mến, chiến tranh không chỉ là những diễn biến khốc liệt, ghê rợn của tiếng xe tăng, máy bay gầm rú, tiếng bom đạn réo xôi, chết chóc tang thương, mà còn bao gồm cả những âm hưởng lắng sâu trong đời sống tinh thần của con người. Song hành cùng chiến tranh là hận thù và đan xen tình yêu được ươm mầm trong xa cách, chia ly. Họ gửi gắm qua những bức thư, những dòng nhật ký, kỷ niệm, lưu lại những chuyện tình đẹp như cổ tích. Và trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử muốn gửi tới các bạn câu chuyện tình đầy lãng mạn của liệt sĩ Nguyễn Kim Vang và người con gái tên Nguyễn Thị Xuân Kỳ. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Chị Xuân Kỳ sinh ra ở miền quê nghèo ven biển, nơi đây có vịnh Xuân Đài thơ mộng, có truyền thống đánh giặc quật cường. Trời phú cho Xuân Kỳ nhan sắc xinh đẹp, mạnh khỏe và rất thông minh. Sớm giác ngộ tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc sâu sắc. Năm 1964, Xuân Kỳ 14 tuổi tham gia cách mạng, đấu tranh ở các mũi biểu tình, phá cầu, phá đường, tiêu thổ kháng chiến. Đầu năm 1965, Xuân Kỳ được cách mạng đưa lên núi học lớp y tá, sau khóa học về công tác tại cơ quan tài mậu, tỉnh Phú Yên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên hết lòng tin tưởng. Xuân Kỳ được tỉnh ủy Phú Yên lựa chọn đào tạo lớp học đặc biệt, nữ biệt động thành. Lớp học đặc biệt nên tuyển chọn hết sức khắt khe, phải trải qua thử thách chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân. Là người có sắc đẹp, sức khỏe, tháo vát, có năng khiếu vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt, thuyết phục binh lính địch bỏ ngũ về phía ta. Bấy giờ, Xuân Kỳ như một bông hoa rực rỡ vừa chớm nụ giữa núi rừng bao la. Đồng đội cơ quan tôn vinh những người con gái đẹp nhất khu kháng chiến Phú Yên ở An Lĩnh là tứ đại mỹ nhân, gồm có Nhất Kỳ, Nhì Diệu, Tam Ngọc, Tứ Bình để ca ngợi về sắc đẹp của họ. Lớp nữ biệt động thành được đào tạo trong thời gian hơn 2 tháng, giáo viên là những sĩ quan có tài năng, kinh nghiệm trong chiến đấu. Với yêu cầu cấp bách, thầy và trò không quản ngày đêm vượt nắng, thắng mưa dưới làn bom đạn chiến tranh và sự thiếu thốn về mọi mặt. Giữa thời buổi chiến tranh, ít ai nghĩ đến tình yêu đôi lứa của riêng mình, tất cả như đang dành hết thảy cho tình yêu Tổ quốc. Nhưng quy luật cuộc sống vốn chứa đựng nhiều phép nhiệm màu, giúp tình cảm bản năng vươn lên ngang bằng lý trí. Bà Xuân Kỳ đã gặp giải phóng quân Nguyễn Kim Vang, là chính trị viên đại đội an ninh vũ trang Phú Yên, tăng cường làm giáo viên lớp đào tạo đặc biệt đó, và tình yêu đã đến với họ. Chuyện tình giản dị. Một tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ biết bao. Một cú đánh của thầy Vang tập cho cô học trò học võ, đỡ không đúng cách, đau quá thì giận hờn, bỏ ra suối không ăn cơm. Thầy giáo phải năn nỉ thì mới chịu. Thầy giáo đi mũi về, cô học trò biết tin ra vạt sắn, núp nhìn trộm bước chân thầy trên đường về, cứ là vui, là hạnh phúc, khỏe khoắn lắm rồi. Có dịp về hậu cứ thì giá nào anh hùng Kim Vang cũng ghé gặp cô học trò cho bằng được. Chỉ nhìn thấy thôi là anh lại yên tâm lên đường đi chiến đấu. Có lần đại đội đại biểu đoàn thanh niên toàn tỉnh, đến giờ giải lao anh hát bài Con Cua Đá, vừa hát vừa thể hiện bằng hành động của lính ta và chú cua, áo quần anh lấm lem. Thanh niên reo hò cổ vũ, riêng chị lại không bằng lòng bỏ đi. Thế là anh tự kết thúc tiết mục đầy cao hứng của mình. Tình yêu thật cao thượng, lắm lúc cũng có những ích kỷ đến dễ thương. Tình yêu đó được hai người giữ kín đến mấy năm sau. Thơ chị viết rằng: nhìn nhau ánh mắt nụ cười, hiểu nhau một chút riêng tư chúng mình, sống cho trọn đạo chung tình, chiến tranh ác liệt, cuộc tình chơi vơi. Tháng 10 năm 1971, chị được cử đi học lớp y sĩ ở Trà My, Quảng Nam. Biết tin, anh tìm đến thăm chị. Anh không nói gì nhiều, nhưng qua khuôn mặt và ánh mắt, chị biết anh buồn nhiều lắm. Thật may mắn, trước lúc đi học, chị được gặp anh đang dự hội nghị an ninh tỉnh. Hai người được tâm sự với nhau bên bờ suối khoảng 5 phút. Trời đất như đã biết, nên cho gió, lá rừng và dòng suối ngừng lao xao, róc rách, chim ngừng hót để lắng nghe lời lứa đôi trao nhau. Họ ước mơ về một ngày mai tươi đẹp, sau giải phóng sẽ cưới nhau, hạnh phúc bên nhau với cuộc sống bình dị trên mảnh đất Phú Yên yêu dấu. Phút tạm biệt, chị trao cho anh chiếc nhẫn để làm tin. Bất ngờ anh cầm tay chị và cắn một nhát thật đau, cắn cho đỡ nhớ.
đến cả tuần sau vết cắn vẫn còn tím bầm. Và đó cũng là lần cuối cùng anh được gặp chị. Anh chị vẫn tiếp tục nhiệm vụ với tất cả lòng nhiệt huyết. Họ chỉ đến với nhau bằng những lá thư hiếm hoi của đồng đội chuyển về, động viên nhau chiến đấu giỏi, công tác tốt, giữ vững niềm tin, chung thủy với tình yêu, hẹn ngày chiến thắng. Tình yêu của họ đã trải qua hơn 5 năm, đã chắp cánh cho họ có thêm nguồn sức mạnh bay lên vượt qua muôn ngàn thử thách của chiến tranh. Một chiều tháng 5, miền Tây Phú Yên nắng như đổ lửa, chị nhận được tin sét đánh ngang tai. Anh Vang hy sinh rồi! Ngày 26 tháng 1 năm 1972, trên đường đi công tác, bị địch phục kích, anh ngã xuống dưới chân núi Chóp Chài, bên vỏ sen Bửu Liên, giữa làng hoa liên chỉ đang khoe sắc, tỏa hương, tiễn đưa linh hồn của người anh hùng về với đất mẹ. Nhận tin anh mất, chị không tin, không muốn tin, cũng không dám tin đó là sự thật. Chị không khóc được, hình như nước mắt đã cạn rồi, chảy hết vào bên trong rồi. Tâm hồn như tê dại vì chứng kiến quá nhiều những đau thương tăng tóc trên quãng đường đời mà chị đã đi qua. Nhận tin anh hy sinh làm chị khô héo vì chị yêu anh dữ lắm và chị biết anh cũng vậy. Chị mang võng xuống bờ suối nằm cho đến khi sương xuống, trăng lên thì mới vào lán. Sáng ra, đơn vị báo thức tập thể dục, chị vẫn nằm, đau đớn, mỏi mệt. Nhưng cuộc đời cái gì qua thì cũng cứ phải qua, phải cố lên để vết thương còn lành. Đúng là không chỉ đáy sông còn đó bạn tôi nằm, mà còn nhiều lắm. Trên mảnh đất Việt Nam này, và kể cả phía bên kia chiến tuyến cũng vậy, còn hàng triệu người đã và đang chịu những vết đau thương chưa thể lành lại được. Chiến tranh quả là khủng khiếp. Những năm sau đó, chị mang bóng hình người yêu đã hy sinh để tiếp tục hành quân theo cuộc chiến. Chị tham gia trao trả tù binh Mỹ năm 1973, phục vụ giải phóng Buôn Mê Thuật ngày 20 tháng 10 năm 1975, tiếp quản bệnh viện Cam Ranh, cứu chữa thương bệnh binh ở các mặt trận cho đến ngày giải phóng. Sau giải phóng, chị vẫn là một cô gái đẹp người, đẹp nết, được nhiều người theo đuổi. Nhưng hình như tâm hồn thì như đã chai sạn. Thật khó tìm lại cái cảm giác yêu thương thời son trẻ. Anh Nguyễn Kim Vang, với những chiến công và đóng góp to lớn của mình, đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Anh là hình tượng cao đẹp của người lính đã xả thân hy sinh vì đất nước. Có hai ngôi trường được mang tên anh, một ở xã Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, quê hương của anh, một trường ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, nơi anh đã ngã xuống. Hàng ngày, thầy và trò của hai ngôi trường đó đang lấy anh làm tấm gương để học tập, phấn đấu vươn lên, trở thành con ngoan trò giỏi. Anh là một hình mẫu của người giải phóng quân tiêu biểu để các thế hệ hôm nay và mai sau noi gương học tập. Hôm nay là ngôi trường khang trang mang tên anh. Giữa sân trường có bức tượng anh hùng liệt sĩ Nguyễn Kim Vang oai phong, bức tượng mà chị được mời tham gia mô tả hình ảnh của anh lúc anh còn sống. Hàng năm, chị đều cùng với nhà trường và gia đình tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ người anh hùng Nguyễn Kim Vang. Thơ chị viết như sau: hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng, chiến công chói lọi lỡ duyên cũng đành. Bảng vàng anh đã ghi danh, xin anh nhận chút lòng thành của em. Anh Vàng bây giờ là của trung toàn xã hội. Tình yêu đôi lứa giờ chuyển thành lòng thành kính thiêng liêng, suốt đời khắc sâu vào xương cốt của chị. Câu chuyện tình của liệt sĩ Nguyễn Kim Vang không phải là câu chuyện duy nhất. Còn có rất nhiều những câu chuyện như vậy. Rất nhiều liệt sĩ đã hy sinh tình yêu đôi lứa để đổi lại độc lập tự do cho dân tộc với tình yêu quê hương vô hạn. Những câu chuyện trong chiến tranh bình dị mà cao đẹp để lại những giá trị đạo đức, tinh thần vô giá. Chân dung lịch sử xin kính dâng nén tâm nhang và lời cầu nguyện an lành tới liệt sĩ Nguyễn Kim Vang. Hãy để lại cảm nhận và tên nhân vật mà bạn muốn tìm hiểu xuống phần bình luận của video. Chân dung lịch sử sẽ gửi tới quý vị thông tin về nhân vật ấy trong những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.